Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel Thiên Vũ nha. Thì hôm nay sau bao nhiêu ngày VS8 chính hãng thì nó đã hết hàng, thì bây giờ nó đã có hàng lại. Thì đây là hàng vừa về, còn rất là nhiều nha các bạn. Các bạn có thể liên hệ ha, team một số khách hàng đặt trước thì có Huy đồ đang chuẩn bị soạn cũng như đang giao đơn các bạn. Và với cái tháng này thì Vũ sẽ cho những khách hàng mà trải nghiệm cái con muốn trải nghiệm con VS8 này với mức giá cực kỳ đặc biệt luôn, là đối với khách hàng chỉ sử dụng chỉ tốn là 7.590.000 thôi, là các bạn có thể sở hữu được con VS8 các bạn ha, hàng chính ngạch đàng hoàng nha các bạn ha. Thì các bạn có thể yên tâm sở hữu cái con này. Thì các bạn có liên hệ với số hotline để các bạn giao các bạn ha. VS8 bữa giờ khách hàng khá là lâu rồi. Đấy, đây con VS8 này mình mở các bạn xem luôn. Cái này video có nhiều, nhưng mà cái này đối với Vũ có một cái lời khuyên như thế này. Thì đối với một số khách hàng mà đang dùng con KX180 á, mà các bạn muốn nâng cấp lên con VS8 á, thì ở góc độ bán thì theo Vũ nha đề xuất, còn các bạn thích thì bạn cứ mua thôi. Những khách hàng nào đang sở hữu cái con KX180 rồi, các bạn không cần phải nâng lên con VS8 đâu. Nó cái sự chênh lệch nó không thật sự là không nhiều đâu để các bạn bỏ tiền ra chúng ta nâng. Chúng ta chỉ cần sử dụng tiếp tục con KX180 đến khi nào chờ một con nào mới nó có sự chênh lệch khá là to lớn thì chúng ta bỏ số tiền ra thì nó sẽ xứng đáng và sẽ phù hợp hơn. Còn đối với những khách hàng nào chúng ta chưa có thì chúng ta có thể chọn con VS8 để chúng ta chơi cũng như để chúng ta trải nghiệm các bạn ha. Đấy, hàng đầy đủ, tem bọng đồ đầy đủ các bạn ha. Đấy, tem mát đồ đầy đủ các bạn. Có thể yên tâm. Cái bọc đó, nó pocket khá là lâu. Đó. Full thùng, full seal, từng số email đầy đủ luôn là các bạn. Đây số email nè. Email sản phẩm nè. Đó. Tem nhà nhập khẩu nè. Đó, thấy chưa? Rồi, ở đây luôn. Đây. Từng series một nè. Ở đây nè, khi mà chúng ta khui những cái thùng mà nhập khẩu nguyên kiện ra là từng, đây là 5 cái series của 5 chiếc bên trong. Thì khi mà hàng nhập nguyên kiện thì chúng ta sẽ biết là những cái số series này nó sẽ là giống với số series ở ngoài thùng này. Nè, hôm nay là cụ thể là thùng này. Đấy. Đây các bạn ha. Ha. Bạn ha. Đó, những con này, ví dụ đây. Đó, những con này nó sẽ trùng với này nha. Thì được các bạn mua, nhưng mà nói chung là người khách lẻ thì chúng ta không cần phải lo việc mà thùng lớn và thùng nhỏ đâu. Thì đúng hàng chuẩn thì nó sẽ là như vậy. Còn đối với khách lẻ thì chúng ta có thể dựa trên cái phần thùng này và dựa trên cái phần email phía sau của cái sản phẩm này ha. Cái phần thùng và email nó giống nhau là được các bạn ha. Rồi, còn để các bạn mà muốn check được cái con VS8 này chuẩn hơn nữa ở tem nhà hãng, các bạn có thể check bằng cái tem đỏ này. Chúng ta cào ra, chúng ta quét mã code, chúng ta nhập cái email vào cái số code ở trên đây, chúng ta sẽ biết là hàng chính hãng hay không chính hãng các bạn ha. Đó, còn cái video mà cái việc mà check hàng nó như nào, phân biệt hàng chuẩn, hàng giả thì Vũ đã có chia sẻ rồi, thì các bạn mua hàng các bạn lưu ý. Còn với cái đợt mà vừa rồi của Vũ thì Vũ đã hoàn cho khách hàng hết hoàn toàn 100% rồi, và khách hàng rất là vui và rất là happy nha các bạn, nên mọi thứ rất là ok. Và bây giờ Vũ sẽ bán những hàng tem như ngạch này cho khách hàng có thể yên tâm hơn. Và bây giờ mức giá của V8 Vũ đang để cho khách hàng rất là tốt luôn nha, giá sản phẩm luôn nha các bạn ha, là 7.590.000, cực kỳ rẻ luôn. Ok, các bạn nào thích cái sản phẩm này thì các bạn liên hệ đến team nha. Đây là số lượng giới hạn nha các bạn. Ok, xin chào các bạn nha.